Hello anh chị và cô chú, hôm nay em quay cái chậu tiêu lốt cho mọi người xem nha. Một chậu tiêu lốt á thì nó sẽ rất là nhiều cây như vậy nè, đó, nó rất là nhiều nhánh chứ không phải là một hai nhánh nha, mà nó rất là nhanh có trái nè, nó đang có trái sẵn luôn nè, thấy không? Đó, cái tiêu này thì nó nhanh có trái và dễ có trái hơn là tiêu đen, nhưng mà nó không có được lớn, nó còn rất là nhỏ, nhưng mà nó cứng cáp, rễ cũng phun chậu hết rồi nha. Đó, một dây của nó ngắn lắm, chỉ tầm khoảng 1 gang đến 2 gang thôi. Nhưng mà nó rất là nhiều chậu như vậy nè. Đây, rất là nhiều cây chứ, rất là nhiều nhánh. Đó, nhiều nhánh như vậy nè. Một chậu không có đếm được nhưng mà có chậu nhiều, chậu ít ha. Nè, trái của nó nè. Chậu bên này cũng vậy. Nó đang mọc, nó đang vươn lên nè, nó đang chuẩn bị bò lên vàng nè. Đó, trái nè. Trái dễ cưng lắm. Cái loại này nó nhanh có trái và dễ có trái hơn. Đó, nó như vậy nè. Nếu anh chị cô chú mà thích tiêu lốt thì alo cho em nha. Thank you. Em chỉ có mấy chậu thôi. Một chậu xung xuê nhiều như vậy ha. Đó. Thank you.